Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hai đợt rét đậm liên tiếp tạo điều kiện tốt cho cây đào kéo dài thời gian làm đủ để nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Triển vọng từ khu kinh tế Thái Bình. Cảnh báo căn bệnh đột quỵ vào mùa đông có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2003, anh Nguyễn Văn Khương ở thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên bắt đầu trồng hoa cúc. Nhận thấy giá trị cao đem lại, anh tiếp tục chuyển đổi toàn bộ đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Đến nay anh Khương hiện có trên một mẫu đất trồng hoa cúc với hơn chục vạn bông. Theo anh cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa phát triển tương đối tốt và đúng vụ. Hiện giá bán cho thương lái dao động từ 2.000 đến 3.000 đồng một bông hoa cúc vàng, trắng và đỏ thẫm có giá bán từ 4.000 đến 5.000 đồng một bông. Trung bình mỗi sào, anh thu được từ 20 đến 25 triệu đồng. Dự kiến Tết năm nay, anh cung ứng ra thị trường khoảng hơn 5 vạn bông, trừ mọi chi phí, thu lãi được từ 150 đến 200 triệu đồng, đem lại thu nhập khá cho gia đình. Đợt rét trước và đợt rét hiện tại đã và đang tạo điều kiện tốt cho cây đào kéo dài thời gian làm nụ để nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Với những người trồng đào, hai đợt rét liên tiếp được cho là những đợt rét vàng, ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Mùa đông năm nay thời tiết ấm nhiều hơn, không thuận lợi cho cây đào nở hoa đúng dịp Tết. Mặc dù người trồng đào đã chủ động tuốt lá muộn hơn 15 ngày so với năm thời tiết lạnh, nhưng nếu thời tiết vẫn tiếp tục ấm, nhiều khả năng hoa đào vẫn nở trước Tết Nguyên đán. Hai tuần vừa qua, thời tiết lạnh kèm theo mưa và hiện nay lại tiếp tục có đợt rét mới, tạo điều kiện thuận lợi cho cây đào giữ được nụ hoa không nở sớm và có nhiều cành lộc. Nói chung là cái đợt vừa rồi thì nó có cái trận rét thì là mưa nhiều mà nhất là mưa phùn thì tạo điều kiện cho cây đào nó phát triển rất tốt. Là vì hoa này nó ra hoa, ra lụ là nó tươi. Đấy, và lộc coi như là ra rất nhiều. Dần rồi, nói chung là năm nay là trông thế nhưng mà rất phấn khởi. Cái đợt rét vừa rồi và nó kéo dài, vừa rét lại nhưng mà lại có mưa. Có mưa thành ra là nó rất hợp thời tiết cho mấy đào. Nên là hoa năm nay là hoa đào rất đẹp. Nở rộ đỏ đều, đều hoa, hoa sẽ đẹp, tươi hoa hơn sẽ năm ngoái. Năm ngoái nắng quá thì đất nó khô thì là hoa đào nó kém. Không khí lạnh từ đầu tháng là những đợt rét vàng cho cây đào Tết thêm nụ, thêm lộc và hoa sẽ nở đúng dịp Tết Kỷ Hợi như báo hiệu một năm mới có nhiều may mắn. Trước thông tin, tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, nhất là dịch lở mồm long móng đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tăng cường các biện pháp phòng dịch. Ngoài vận động các chủ hộ chăn nuôi chủ động tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh, nhất là tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, vừa qua các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, trong đó đã phun phòng gần 630 lít thuốc khử trùng tiêu độc với tổng số 360.000 m2 chuồng trại, đồng thời rắc vôi bột khử trùng khu vực trong và ngoài chuồng nuôi, những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh và khu vực ổ dịch cũ. Các địa phương tiến hành phun phòng nhiều như huyện Khoái Châu, huyện Kim Động và huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Thái Bình được xây dựng để trở thành đầu tàu, hạt nhân đột phá, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình lên một tầm cao mới. Sự ra đời của khu kinh tế Thái Bình còn đem đến cơ hội, động lực cho các địa phương nằm trong khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương vẫn còn khó khăn thêm tự tin, bứt phá vươn lên. Là địa phương có tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm nhất tỉnh Thái Bình, điều kiện hạ tầng thiếu thốn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chặng đường đổi mới của xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy đầy những khó khăn, trở ngại. Chỉ đến khi khu kinh tế Thái Bình chính thức được thành lập đã mở ra cho Thái Nguyên cơ hội lớn để bứt phá. Phát huy lợi thế này, cấp ủy, chính quyền địa phương mạnh dạn quy hoạch 70 hectare diện tích đầm, bãi tự nhiên kém hiệu quả thành cụm công nghiệp Trà Linh, tạo đà cho phát triển kinh tế địa phương. Công tác quy hoạch cụm công nghiệp Trà Linh này thì cơ bản là nhân dân cũng đồng tình ủng hộ rất là cao, vì đây là phát huy cái diện tích tự nhiên sẵn có của địa phương để khai thác cái tiềm năng thế mạnh để đưa cái khu công nghiệp vào địa phương để phát triển, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho bà con, và một điều nữa là tăng cái nguồn ngân sách cho địa phương. Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà cụm công nghiệp Trà Linh hình thành thì toàn bộ vùng sông nước Hoàng Hóa, Bèo Dại ngày nào sẽ mọc lên những công trình, nhà máy hiện đại.
đến khi ấy thì cuộc sống của người dân địa phương cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Đích đến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thái Nguyên sẽ không dừng lại ở nông thôn mới nữa, mà phải là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Viễn cảnh ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực, bởi người dân các địa phương nằm trong khu kinh tế Thái Bình hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ chủ trương lớn xây dựng và phát triển khu kinh tế tỉnh Thái Bình. Công nghiệp vào thì con em tôi có công ăn việc làm này, đấy, rồi nâng cao cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế gia đình, nhân dân tôi rất ủng hộ, hầu như vậy thế. Bất kể một doanh nghiệp nào vào đây làm thì phải đảm bảo cái môi trường cho nhân dân thế là nó đảm bảo gọi là để cuộc sống nhân dân lâu dài. Tôi làm đầm thì về cá nhân một số gia đình nhỏ thì nói chung chúng tôi làm kinh tế thì tóm lại là cũng được, phát triển thì cũng được. Nhưng mà tôi thì nói chung là vì cái phát triển chung cho nên mình cũng tinh thần cũng ủng hộ thôi, chứ không có gì bằng xây dựng và phát triển kinh tế đất nước mình. Sự ra đời của khu kinh tế Thái Bình đã thổi một luồng gió mới vào tư duy của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tạo động lực, đòn bẩy để địa phương năng động hơn, tự tin hơn vươn lên. Qua đây càng củng cố thêm niềm tin cũng như quyết tâm cho các địa phương khác cùng nằm trong khu kinh tế Thái Bình vững bước đi lên. Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng bằng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra châu Ba được xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đây là dự án do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ Mỹ tài trợ, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp nhận, giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện dưới cơ sở từ năm 2012. Đó là tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ các hộ dân xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước. Sơn Lai là một trong 25 xã trên địa bàn tỉnh được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn để thực hiện dự án giai đoạn 2, 2016-2018. Sau khi thành lập các cái đội tuyên truyền viên thì chúng tôi tập trung vào các đối tượng hộ gia đình để tuyên truyền vận động hộ gia đình thực hiện cái dự án châu Ba, tức là dự án dựa trên kết quả đầu ra giai đoạn 2 của nhà vệ sinh đạt chuẩn theo nông thôn mới. Và đặc biệt đó là chúng tôi cũng xây dựng được 4 mô hình A, đó là cái việc là mua bẻ của nhà thầu Sanoba. Và cái mô hình A thì rất là hiệu quả và chúng tôi đang nhân rộng tới các hộ khác để tiếp tục thực hiện cái dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng này. Trong quá trình thực hiện dự án, xã đã chủ động lồng ghép với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo diện mạo mới cho quê hương. Đến nay Sơn Lai đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2018, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, nhưng các địa phương trong tỉnh Hà Nam đã trồng được trên 320.000 cây xanh các loại, đạt trên 107% kế hoạch. Không chỉ trồng cây ăn quả, cây bóng mát, nhiều diện tích rừng ở hai huyện Thanh Liêm và Kim Bảng cũng đã trồng tập trung, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát huy những kết quả đạt được, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, động viên các cấp, các ngành với nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Có kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Mỗi đơn vị có phương án chi tiết, chỉ rõ địa điểm, từng loại cây, số lượng cây trồng, diện tích trồng. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Giao trách nhiệm cho tổ chức cá nhân chăm sóc, bảo vệ để cây sống và sinh trưởng phát triển tại từng khu vực trồng. Theo đó, các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi vào sáng ngày 10 tháng 2 năm 2019, tức ngày 6 Tết Kỷ Hợi, để lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh tham dự và kiểm tra sản xuất vụ xuân 2019 trên địa bàn. Mới đây, tại Trường Trung học Cơ sở Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức phát động cuộc thi Em yêu khoa học, tài năng công nghệ nhí năm 2019. Cuộc thi năm nay có chủ đề thành phố thông minh, được chia thành hai bảng. Bảng A dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 8 đến 11 tuổi. Với công cụ sử dụng là ngôn ngữ tin cơ, Medcode, các ngôn ngữ lập trình kéo thả hoặc các ngôn ngữ tương đương trên nền Minecraft. Bảng B dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, dùng ngôn ngữ lập trình Medcode, Python, Java,
hoặc các ngôn ngữ lập trình tương đương trên nền tảng Minecraft. Theo kế hoạch, các đội sẽ nộp bài online bằng cách đăng tải sản phẩm dự thi lên website của cuộc thi với đầy đủ thông tin đăng ký theo yêu cầu trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Hoạt động bình chọn online sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019. Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2019, ban tổ chức, ban giám khảo sẽ công bố các đội xuất sắc tham dự vòng chung kết cuộc thi toàn quốc năm 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho mỗi bảng, cũng như giải thưởng dành cho các đội tham gia ngày hội chung kết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã có kế hoạch tặng quà cho 62.000 người có công, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội với tổng số tiền được trích từ ngân sách là trên 42 tỷ đồng. Trong đó, tặng trên 21.600 suất quà cho gia đình liệt sĩ, gần 7.000 thương binh, 4.400 bệnh binh, gần 2.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 369 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 43 lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 50 gia đình quân nhân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa, nhà giàn DK1. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tặng 5 trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh trong và ngoài tỉnh có thương binh, bệnh binh người Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng một đơn vị. Mỗi thương binh, bệnh binh người Hưng Yên ở các trung tâm được tỉnh tặng một suất quà trị giá 500.000 đồng. Bên cạnh việc tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh theo quy định, các địa phương trong tỉnh cũng đã và đang trích ngân sách, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi đón xuân Kỷ Hợi vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, thói quen dùng nước giếng khoan, nước ngầm chưa qua xử lý để phục vụ cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt đã và đang ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe trước mắt và lâu dài của người sử dụng. Hiện nay mặc dù nước máy đã đến với người dân, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa. Ít ai nghĩ đến những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, ghi nhận tại tỉnh Nam Định. Tại nhiều vùng nông thôn hiện nay, phần đa người dân sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt và ăn uống. Trong khi đó, nguồn nước ngầm đang bị xâm hại bởi những hóa chất độc hại từ những nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp và cả khu dân cư. Sự ô nhiễm nguồn nước ngầm làm cho chất lượng nước giếng khoan ngày càng trở nên kém đi và có nguy cơ ô nhiễm cao. Biểu hiện rõ nhất của nguồn nước giếng khoan bị ô nhiễm là có màu ố vàng bám vào các thiết bị trong gia đình, đặc biệt là thiết bị sinh hoạt bằng sứ và kim loại. Nước khoan nó hiện nay là ô nhiễm, mà nói chung ví dụ như bơm lên bồn thì sau khoảng 3-4 tháng là chúng tôi thường xuyên phải đánh, tức là cái màu nó bám vào đấy như gạch cua. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, người sử dụng thường xuyên nước không đảm bảo an toàn, chưa qua xử lý sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đối mặt với rất nhiều nguy cơ mắc bệnh. Nước nó không phải đơn giản chỉ là nước, mà nước chính là một loại thực phẩm và thực phẩm đặc biệt. Mà nếu như chúng ta biết rằng là thực phẩm mà không an toàn thì cung cấp cho cơ thể nó cũng rõ ràng là không an toàn. Vì trong nước nếu như chúng ta có những cái vi khuẩn gây hại cho cơ thể cũng như là những cái hóa chất độc hại, thuốc bảo vệ thực vật mà không được xử lý thì nó sẽ gây hại cho cơ thể rất là lớn. Cuộc sống của người dân nông thôn đang dần được nâng lên, nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng theo. Sau 4 tháng nguồn nước sạch về đến địa phương, trên 1.000 hộ dân và trường học ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng đã đăng ký sử dụng. Chất lượng cuộc sống nâng lên, sức khỏe bảo đảm là những điều đổi thay rõ nét nhất tại đây. Cái nguồn nước sạch này rất là có tác dụng cho các cháu học sinh, đặc biệt là đối với các cháu học sinh trong trường mầm non chúng tôi, là trong cái việc chăm sóc nuôi dưỡng, và phục vụ cho các cháu ăn, ngủ và vệ sinh. Khi nước sạch về tận các hộ gia đình, suy nghĩ của người dân về dùng nước giếng khoan không mất tiền đã thay đổi. Thậm chí họ còn cho rằng sử dụng nước giếng khoan còn đắt hơn so với sử dụng nước sạch. Nếu tính riêng về cái nước bơm điện ấy thì chúng tôi sử dụng là một tháng phải trên 200. Nhưng mà đến nay là công ty nước Mai Thanh làm thì chúng tôi thì đến nay tôi tính thì cứ một tháng khoảng trên 100. Với cái mức giá của nông thôn thì tôi nghĩ là ví dụ chỉ hơn cân thịt là đã là khoảng 2 cân thịt là đã đủ cho cả một tháng được sinh hoạt rất thoải mái. Nông thôn Nam Định đang từng ngày đổi thay, cuộc sống của người dân nông thôn cũng thay đổi theo hướng tích cực. Ăn sạch, uống sạch đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn. Điều đó cho thấy không phải ngẫu nhiên tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.
Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá, chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời khiến cho nhiều người già, người có tiền sử cao huyết áp, rối loạn mỡ máu béo phì, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, rất dễ gặp nguy cơ đột quỵ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đột quỵ là căn bệnh cấp tính đột ngột, dễ dẫn đến tử vong hoặc gây ra những tổn thương ở các vùng não liên quan, khiến bệnh nhân bị liệt. Đây là căn bệnh thường xảy ra ở người già. Tuy nhiên, những năm gần đây, số người trẻ bị đột quỵ có xu hướng tăng cao do lối sống không lành mạnh, nghiện thuốc lá, rượu bia, ít vận động. Triệu chứng bệnh rất dễ phát hiện bao gồm đột nhiên bị tê liệt hoặc đuối sức, khó phát âm, mắt nhìn không rõ, đau đầu. Vào mùa đông, thời tiết lạnh khiến tình trạng bệnh cao huyết áp chuyển biến sâu hơn, đặc biệt ở người già, khả năng thích nghi cơ thể kém, dễ dẫn tới nguy cơ đột quỵ. Để phòng ngừa, những người có nguy cơ đột quỵ cần duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, ăn chế độ hạn chế mỡ động vật, tránh rượu bia thuốc lá, giữ đủ ấm, tránh những đợt gió lạnh bất thường ùa vào khi mở cửa, sống thư thái, tránh căng thẳng, ngăn ngừa stress. Trong cái mùa lạnh này thì nhất là các đợt rét này thì tỷ lệ đột quỵ vào trung tâm tim mạch cũng tăng khá cao. Thì thường là do bệnh nhân có thể bị lạnh, co mạch vào, nhất là những bệnh nhân mà có thể có tăng huyết áp thì gây ra các cái cơn tăng huyết áp kịch phát hoặc tăng huyết áp cao hơn mức bình thường, thì bệnh nhân có thể gây nguy cơ là đột quỵ, nhất là xuất huyết não. Thì trong khuyến cáo thì về mùa lạnh thì mình cũng lên tránh những cái thời tiết nó lạnh này, mình hạn chế bị lạnh đột ngột. Thứ hai là đi đâu đó mình phải giữ ấm. Còn về khi đã có tăng huyết áp thì mình nên kiểm soát huyết áp và nên theo dõi huyết áp thường xuyên hơn, nhất là vào cái đợt lạnh như thế này. Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm, gia tăng mạnh vào mùa đông. Bởi vậy người dân cần tuân thủ khuyến cáo của các bác sĩ để có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Hải Dương. Tại một số đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa có lượng tiêu thụ lớn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong dịp Tết tới đây, Sở Công Thương kiểm tra việc chấp hành các quy định về nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm, niêm yết giá và việc chấp hành quy định về đo lường. Cùng với kiểm tra, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị sản xuất và kinh doanh cam kết cung ứng đủ hàng hóa, đảm bảo chất lượng theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện chính sách bình ổn giá cả các mặt hàng. Đối với các cơ sở kinh doanh, quan tâm tiêu thụ những sản phẩm của địa phương sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần, sức mua của người tiêu dùng cũng được đẩy mạnh. Lợi dụng điều này, một số cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đã trà trộn đưa ra thị trường những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, một số cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm cho thấy vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như chưa xuất trình được giấy tờ mua bán thực phẩm, hàng không có tem, không có nhãn phụ đối với các loại thực phẩm nhập ngoại, người tham gia sản xuất thực phẩm chưa có bảo hộ lao động, thực phẩm còn để dưới đất, sát tường, mất vệ sinh. Đoàn đã lập biên bản và nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khắc phục ngay những khiếm khuyết để đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với thực phẩm phục vụ người tiêu dùng. Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong công tác thanh kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các loại thực phẩm không đảm bảo, người tiêu dùng cũng cần nâng cao sự hiểu biết, lựa chọn các loại thực phẩm có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình. Nhằm thực hiện tốt quy định của chính phủ về quản lý vũ khí và liệu nổ và sử dụng pháo trên địa bàn, đồng thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Công an huyện Tuy Tiên, tỉnh Hà Nam đã tăng cường lực lượng, tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết không vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ. Công an huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các xã thị trấn tuyên truyền ký cam kết với gần 17.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường và trên 1.000 hộ dân kinh doanh buôn bán tập trung chủ yếu tại thị trấn Hòa Mạc, Đồng Văn, xã Yên Bắc, Yên Nam, Duy Minh, Bạch Thượng và một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Vận động được 4 trường hợp giao nộp 6,5 kg pháo nổ, đồng thời đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.